Xin chào tất cả các chị. Rồi chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo ngày hôm nay. Bài học này thì tôi sẽ lại nói tiếp trong cái phần đánh hàng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc là tách riêng các bài học nữa ra hay là gộp vào. Vâng, thì cũng nhiều rồi nên tôi sẽ gộp vào cho nó nhanh. Video này thì tôi sẽ nói về cái cách chúng ta sẽ đánh hàng và đặt hàng sản xuất tại Việt Nam, hoặc là các bạn có thể sản xuất tại Trung Quốc. Nếu như các bạn là một cái doanh nghiệp mà lớn hoặc là một cái tay to chạy quảng cáo. Thế thì như này, đặt hàng sản xuất ở Việt Nam thì các bạn biết rồi đúng không? Các bạn có thể sản xuất giày dép, đồ da, thủ công mỹ nghệ vân vân, tại các cái xưởng, tại các cái khu vực làng nghề, rồi hoặc là thuê những cái đơn vị gia công, những người có tay nghề người ta làm, hoặc là ký hợp đồng với các công ty sản xuất. Đấy, họ có thể là sản xuất sản phẩm cho mình để mình tung ra thị trường mình bán, đúng không ạ? Bởi vì Việt Nam là một cái đất nước mà gia công rất là nhiều các sản phẩm cho các hãng như là Adidas hay Nike hay là Coach hay là kể cả những cái đồ thể thao, đồ thời trang, đồ điện tử, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm việc với các cái nhà máy như vậy để chúng ta đặt hàng sản xuất. Tất nhiên với điều kiện là các bạn phải có một cái sản lượng tốt. Thế thì tôi có một cái chị học viên, là chị này bán giày dép, một thương hiệu làm một cái thương hiệu giày dép dành cho nữ, chị tên là An. Chị có một cái thương hiệu giày dép rất là tốt. Thì chị kể một câu chuyện là trước đây là một cái nhà máy của Đài Loan chuyên sản xuất giày, thì họ gặp khó khăn. Thì chị về đấy, chị hỗ trợ cái nhà máy này và công ty đã làm ăn phát triển trở lại. Và sau này ông chủ, bà chủ người Đài Loan là cũng là cái người giống như cái người Việt chúng ta, là có tình cảm, cũng chịu ơn của anh chị ý. Thế là cũng biết ơn và sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị khởi nghiệp. Anh chị thì xin nghỉ ra ngoài làm, không làm việc ở công ty nữa, và đặt sản xuất những cái mặt hàng giày dép, và công ty này cũng sẵn sàng sản xuất những cái đơn hàng nhỏ. Bình thường là một cái đơn hàng nó phải lớn, nó phải hàng nghìn sản phẩm thì người ta mới sản xuất, bởi vì nó là một cái dây chuyền lớn như vậy. Thế thì chị có thể sản xuất vài chục sản phẩm, cũng có công ty cũng sản xuất cho chị để chị bán ra thị trường, và dựa trên những cái nguồn nguyên liệu giá rất là tốt, bởi vì cái nhà máy của người Đài Loan này kinh doanh tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, thì người ta chịu ơn của anh chị, bởi vì có một cái thời gian dài là anh chị đã làm vực dậy cái hoạt động kinh doanh của nhà máy từ lúc phá sản cho đến khi mà bây giờ làm ăn được, làm ăn tốt. Thì đấy là một cái ví dụ mà tôi được biết, và bởi vì tôi đã từng tư vấn cho cái thương hiệu đó, tôi đã từng chạy quảng cáo cho cái thương hiệu đó. Cái thương hiệu đó sản phẩm bán rất là tốt, nếu các bạn đang bán thì đấy là cái cách mà các bạn sẽ tìm được. Tất nhiên không phải ai cũng tìm được cái cơ hội như vậy, nhưng đấy là những cái hướng chúng ta sẽ làm. Thế thì tôi cũng có một cái anh học viên khác. Anh này anh ấy học lâu lắm, anh tên là Triều. Bán đồ jean tại chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Các bạn lên trên đó các bạn sẽ biết. Gia đình anh ấy thì bán đồ jean rất là lâu rồi. Thì anh ấy lựa chọn cái sản phẩm này cũng rất là hay. Tôi cũng thấy là học hỏi được rất nhiều, tôi chia sẻ lại các anh chị. Thì anh nói là cái đồ sản xuất đồ jean thì anh ấy phục vụ cho cái đối tượng là đàn ông, nam giới nhưng mà trung niên. Anh phân tích là cái sản phẩm này thì khi mà phục vụ cho cái đối tượng trung niên ấy thì cái mẫu mã nó ít phải thay đổi, cho nên là mình có thể đặt cái sản lượng lớn được, và mình sẽ được lợi về mặt giá. Và anh ấy sản xuất, anh ấy có nhiều năm kinh nghiệm là ở bên Trung Quốc, cho nên là anh ấy nói tiếng Trung rất là tốt, và anh ấy sản xuất một cách rất là rẻ, bằng cách là anh ấy đi mua vải ở công ty sản xuất vải, mua khuy ở công ty sản xuất khuy, mua chỉ ở công ty sản xuất chỉ, mang đến một cái nhà máy gia công. Anh ấy sản xuất có thể là 1.000, 5.000, 3.000 hàng hay 10.000 hàng về Việt Nam bán, xong đó là phân phối đi các tỉnh, chất lượng rất là tốt. Thế thì đấy là một cái ý tưởng, là các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái mặt hàng. Hoặc là trên mạng các bạn có thể nhìn thấy có một cái dòng sản phẩm là cái dao cạo râu. Tôi xin không tiện nêu tên cái thương hiệu đấy, tôi biết chính xác tên thương hiệu là gì và ai là người nhập. Thì đặt sản xuất cái dòng sản phẩm là con dao cạo râu đấy ở bên Trung Quốc. Ví dụ các bạn có thể đặt sản xuất với giá 100.000, tôi nói thí dụ thế, con số thật thì có thể không phải. Sau đó thì các bạn có thể bán với giá 300.000 hoặc 400.000 gì đó, hoặc là 500.000, tùy vào việc các bạn định giá. Các bạn chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google AdWords, chạy quảng cáo YouTube, chạy quảng cáo trên eClick của FPT hay là Estima của VNG, hay là chạy quảng cáo trên Admicro của VCCorp vân vân. Tôi thấy bây giờ vẫn đang chạy quảng cáo rất nhiều,
nhập một lô chắc cũng nhiều, nó bán chưa hết, cũng không biết là có lời có lãi như nào, nhưng mà đấy là cách trực tiếp sang bên đấy đặt sản xuất, đánh bằng công luôn, một công hai công thì nhà máy người ta sản xuất ngay, chẳng có vấn đề gì. Thì lựa chọn những sản phẩm như vậy lâu lâu nó không bị hỏng, không bị ôi thiu, mình có thể bán dài trong thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng với điều kiện là chúng ta cũng phải có vốn, đúng không ạ? Thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn là cái cách chúng ta trực tiếp sản xuất tại thị trường Việt Nam, hoặc là trực tiếp sản xuất tại thị trường Trung Quốc, và sau đó chúng ta mang về thị trường Việt Nam chúng ta bán, hoặc là chúng ta có thể bán sang các thị trường thế giới. Với những cái sản phẩm dao cạo râu như vậy, chúng ta có thể, nếu mà dao mà tốt, lưỡi mà sắc, chúng ta có thể bán sang những cái thị trường mà cái vùng mà nam giới người ta có nhiều râu. Chứ Việt Nam thì cái nam giới, tức là do cái đặc tính của cơ thể, do cái đặc tính của giống loài thì chúng ta cũng ít râu, và thứ hai là râu của chúng ta không cứng. Ví dụ như các bạn so với cái vùng Trung Đông chẳng hạn, hoặc là cái người phương Tây ấy, chúng ta thấy là lông lá râu ria họ rất nhiều, thì cái dao cạo râu là một cái sản phẩm mà họ mua rất nhiều. Thì có thể thôi, đấy là một ý tưởng, các bạn có thể bán trên các trang thương mại điện tử của các quốc gia đó, các bạn có thể bán sang Trung Đông, các bạn có thể bán sang các cái nước khác, bởi vì các bạn sản xuất ở Trung Quốc thì cái lợi thế giá rất là rẻ, đúng không? Đấy. Hoặc là tôi cũng có nói trong một cái video trước đó, nên là các cái hãng lớn ở Việt Nam cũng sản xuất rồi dán thương hiệu của Việt Nam vào, nhưng mà linh kiện có thể nhập từ Trung Quốc về, thậm chí sản xuất ở Trung Quốc xong nó mang về Việt Nam bán, xong cũng ghi là công nghệ Đức, công nghệ Mỹ, công nghệ Nhật, công nghệ Thái, công nghệ Lào, rồi đặt những cái tên tiếng Anh, nó đặt tên tiếng Nhật, đặt tên tiếng Pháp nghe có vẻ Tây Tây, xong đó là bán. Đấy, thì cũng thực tế là cũng thị trường nó cũng đang diễn ra theo cách như vậy. Thì đấy là một số những cái ý tưởng để giúp cho các bạn có thể làm được. Các bạn hãy suy nghĩ nhé. Đấy là những con đường, những cái định hướng tôi vạch ra cho các bạn. Còn từng bước thì các bạn phải xem là mình thích cách nào, phụ thuộc vào việc là mình có trải nghiệm đến đâu, mình có vốn liếng tới đâu, mình yêu thích công việc gì, mình yêu thích sản phẩm gì, mình yêu thích dịch vụ gì, mình hãy chọn. Từ đó mình chọn thì các bạn có thể trao đổi với tôi để được tôi tư vấn thêm. Vâng. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phương pháp đánh hàng, lựa chọn sản phẩm, chiến lược đổi mới sản phẩm, vân vân, thì các bạn có liên hệ trực tiếp với giảng viên Phan Anh là tôi ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com và facebook.com/phananhonline. Tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Cái gì miễn phí được thì tôi sẽ miễn phí, còn cái gì không miễn phí thì tôi sẽ trả phí, tôi sẽ báo cho các anh chị, thuận mua vừa bán thôi, được chưa ạ? Vâng, video này xin phép được kết thúc ở đây. Và ta sẽ chuyển sang cái phần bài học tiếp theo trong các video khác. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.